Với tư cách là chỉ huy đơn vị trinh sát đặc biệt của Ukraine, Denis Yaroslavsky đã chiến đấu trong cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine ở Kharkov vào mùa thu năm 2022, đẩy lùi cuộc tiến công ban đầu của Nga đến tận biên giới. Nhưng bây giờ, Denis và người của anh ta đang phải đối mặt với viễn cảnh lặp lại điều tương tự. Denis Yaroslavsky tức giận. Các lực lượng Nga trong những ngày gần đây đã đạt được những thắng lợi nhỏ nhưng đáng kể ngay dọc biên giới ở khu vực Kharkov. Bước tiến của quân đội Nga chỉ sâu vài dặm nhưng đã nuốt chửng khoảng 100 km lãnh thổ Ukraine. Ở khu vực phía đông Ukraine được phòng thủ chặt chẽ hơn, Nga phải mất nhiều tháng để đạt điều tương tự. Nga tuyên bố lực lượng của họ hiện đã tiến vào thị trấn biên giới Vovchan. Denis muốn biết chuyện gì đã xảy ra với hệ thống phòng thủ của Ukraine. Không có tuyến phòng thủ đầu tiên, chúng tôi đã nhìn thấy người Nga chỉ việc bước vào mà không vấp phải bãi mìn nào, ông nói. Một đoạn video quay từ máy bay không người lái cách đây vài ngày cho thấy những toán quân của Nga chỉ đi qua biên giới mà không gặp bất kỳ cản trở nào, hãng BBC cho hay. Ông nói rằng các quan chức đã tuyên bố hệ thống phòng thủ đang được xây dựng với chi phí rất lớn, nhưng theo quan điểm của ông, những hệ thống phòng thủ trên thực tế không hề hiện diện. Hoặc đó là một hành động sơ suất, hoặc tham nhũng, đó không phải là một thất bại, đó là một sự phản bội, Denis Yaroslavsky nói với BBC. Tất nhiên là tôi tức giận, Denis nói. Khi chúng tôi chiến đấu để giành lại lãnh thổ này vào năm 2022, chúng tôi đã mất hàng nghìn người. Chúng tôi đã mạo hiểm mạng sống của mình. Và bây giờ, vì ai đó không gây dựng tuyến phòng thủ, chúng ta lại mất người. Thông tin về việc cuộc xâm nhập này có khả năng diễn ra đã được biết trước đó. Cả tình báo Ukraine và phương Tây đều biết Nga đã xây dựng lực lượng dọc biên giới với ước tính lên tới 30.000 quân. Tổng thống Putin cũng đã công khai tuyên bố mục tiêu tạo vùng đệm bên trong khu vực Kharkov để bảo vệ lãnh thổ Nga khỏi các cuộc tấn công bằng pháo binh của Ukraine. Nhưng Ukraine dường như đã thiếu sự chuẩn bị. Denis nói từ một công viên ở Kharkov cho biết anh sẽ sớm trở lại tiền tuyến cùng với đồng đội ở gần thị trấn Vovchan chỉ cách biên giới Nga 5 km. Quân đội Nga được cho là đã tiến vào rìa thị trấn. Denis lo ngại rằng thị trấn này sẽ sớm rơi vào tay quân Nga. Dân số của thị trấn trước chiến tranh là khoảng 20.000 người, hầu hết đã rời đi khi chiến tranh bắt đầu và con số này giảm xuống còn 3.000 cư dân, nhưng hàng trăm người khác đã rời đi trong vòng vài ngày qua. Olesky, một cảnh sát địa phương, đang đón những cư dân muốn sơ tán đến nơi an toàn. Anh lái xe thật nhanh để tránh những chiếc máy bay không người lái của Nga bay trên đầu và những đợt pháo kích liên tục. Ở Kharkov, Nga đang sử dụng mọi chiến thuật quen thuộc để tiến lên, biến làng mạc và thị trấn Ukraine thành đống đổ nát. Olesky ước tính rằng Nga đã bắn khoảng 50-60 quả đạn pháo mỗi giờ vào thị trấn. Và sau đó là bom lượn được bắn từ máy bay phản lực Nga cách tiền tuyến hàng chục km nằm ngoài phạm vi phòng không hạn chế của Ukraine.